À, chào mọi người. Thì hôm nay uh, Vương xin phép được uh, chia sẻ một chút về cái khu vực sản xuất cái vi sinh và những cái chế phẩm ứng dụng như là G.E. chuối, G.E. nha đam, alonuchi dinh dưỡng chuyên dụng cho cây nha đam, Alubanamis dinh dưỡng chuyên dụng cho cây ăn trái, dịch trùng quế và tất cả những sản phẩm ứng dụng vi sinh thì đây là cái khu vực sản xuất. Thì Vương sẽ giới thiệu cho mọi người tổng thể một chút và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng gặp nhau uh, tại farm để chúng cùng thảo luận chia sẻ và học hỏi lẫn nhau về những kiến thức về nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tuần hoàn và trùng quế A Thì đây là một cái không gian, một cái góc của farm. Thì khu này là khu sản xuất vi sinh nha mọi người. Thì ở trong này là mình sẽ sử dụng những cái hệ thống thùng ủ, lên men, nhân sinh khối. Từ đó sẽ cung cấp ra những cái sản phẩm thành phẩm và khu vực bên kia thì một lát nữa Vương sẽ review cho mọi người xem tất cả các sản phẩm thành phẩm của bên mình. Thì đây là khu vực sản xuất, nó là chặn chế biến thô chưa được uh, xử lý uh, thành phẩm cuối cùng, à, thì những cái thùng ủ được chia thành những cái khu riêng biệt, à, khu vực sản xuất, khu vực ủ thành phẩm và khu vực bán thành phẩm. À, còn đây là những cái can uh, giới thiệu một chút cho mọi người, đây là những cái can thành phẩm dịch trùng quế, thì sắp tới sẽ được đưa xuống miền Tây để cho bà con nông dân sạch sầu riêng và sạch lúa cũng như là những cái dòng can trái khác. À, còn đây là cái uh, thùng ủ uh, gửi nha đam.